câu này có thể được tính là có mức độ vận dụng cao trong cái đề này bởi vì có quá nhiều bay. Nhưng thế mình đã hướng dẫn cho ông ta. Bây giờ đầu tiên nhá, mình phải đi tìm delta RH0298 của bản đồng số 1 thì bằng ạ. Bạn chỉ cần nhớ cho thầy là bằng sau trừ trước. Thế là mình xem những cái gì mình có rồi này. CO delta FH0298 bằng -110.5. H2 thì bằng 0 rồi. CH4 thì bằng -74.6. Được chưa? 2O thì bằng -241.8. Đấy, delta FH0298 của bản đồng số 1 bằng 205. Được chưa? 0.9 kJ. Delta RH0298 của phản ứng số 2 thì bằng này. Tôi làm nhanh nhé. 2 lần thằng H2O. 2 nhân với lại -241.8 cộng với 1 lần thằng CO2 là -393.5 trừ đi CH4. Đấy, anh CH4 là trừ đi -74.6 trừ tiếp 2 lần thằng O2. Thì là 2 nhân 0 rồi, O2 là 0 mà, đơn chất lúc nào bằng 0. Được chưa? Vậy bằng -802.5 kJ. Thế bây giờ mình tìm được xong hai cái delta RH0298 của thằng delta RH0 của thằng 1 và thằng 2. Ok chưa? Xong này. Bây giờ mình đi có là số mol của H2. Số mol này 0,3 tấn H2 thôi, 1 kg tấn yến ta coi như gam thì nhưng mà cái thằng này phải tính theo rồi, phải tính theo mol rồi. Ta sẽ có là 0,3 tấn thì nó bằng với lại 0,3 nhân với lại 10 mũ 6 gam. Từ đó mình tìm được số mol của H2. Số mol H2 bằng 1,5,000,000. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình sẽ tìm được bây giờ là thằng H2. Xem nào. Đầu tiên là giai đoạn sản xuất khí H2 được hiện theo quy trình hóa học. Nhá. Thế mà ở đây là cần thiết để sản xuất 0,3 tấn H2 trong giai đoạn trên. Vậy suy ra ta cần là Q của phản ứng số 1 cần được cung cấp. Đấy, là bằng này, tương đương mol này 1,5,000,000 nhân với, đây là số mol nhá, nhân với lại delta RH0 của thằng số 1 này, 205.9 30885 số 0. Ok chưa? Nhưng mà lưu ý này, nếu mà cái chỗ này nó là 3H2 là 3 mol thì nó mới tương ứng là 205.9 thì chỗ này các em phải chia cho 3 đấy nhá. Nếu các bạn nào mà quên chia cho 3 là các bạn sẽ bị toang. Được chưa? Đấy nên chỗ này các em phải chia cho 3 nữa. Thì chia cho 3 chúng ta phải bằng bao nhiêu? 1,0295,360 kJ. 90% nhiệt lượng tỏa ra từ phản ứng số 2 được cung cấp từ phản ứng số 1. Vậy mình sẽ có là Q tỏa từ phản ứng số 2 sẽ bằng Q của 1 cần là 1,0295,120 chia cho 90% là 0,9 bằng 114. Ui giời. Lẻ lắm nhỉ. 11438 số 8,89. Ok chưa? Thế là quy tỏa. Từ quy tỏa này bây giờ đề bài bảo là xét các khối lượng này, đen ta đó tính khối lượng của khí methan theo tấn làm tròn hàng phần trăm. À thì ngon rồi, mình sẽ tìm được số mol của CH4. Ở đây là một thằng CH4 thôi. Đúng chưa? Đây là một thằng CH4 thôi. Ok không ạ? Vậy ta sẽ có số mol của anh CH4 của phản ứng số 2 nhé. Của phản ứng số 2 nhé. Đây này. Bây giờ mình đang tìm số mol CH4 của thằng số 2 thì mình có quy tỏa rồi. Thì ở cái phản ứng số 2 này, đây, điện ra đó này, một thằng CH4 này. Đúng chưa? Sẽ bằng này. 1,143,888,89 chia cho 802,5 bằng. Ok chưa? Căng đấy. Nhá. Chia 802,5 bằng 14,14254,06715. Ghi đầy đủ đã. Thì là mon. Ok chưa? Vậy ta sẽ tìm được đề bài hỏi này. Đề bài hỏi là khối lượng của khí methan. Đề bài hỏi khối lượng khí methan tính theo tấn cần thiết để sản xuất 0,3 tấn. Thì các bạn nhìn nhé, các bạn rất hay quên là có cả methan ở trên này này. Được chưa? Cả methan ở bên trên đấy nữa. Các bạn rất hay quên. Đúng không ạ? Vậy ở đây ta sẽ có khối lượng của khí methan của cả hai lần làm ấy, cả của cả hai lần thực hiện ấy. Đấy, thì nó sẽ chính bằng gì? Thì nó sẽ chính là bằng cái tổng khối lượng của cả thằng methan thực hiện phản ứng số 1 và cả thằng methan thực hiện phản ứng số 2 nhá. Phản ứng số 1 thì số mol H2. Đâu rồi? Số mol H2 vừa nãy mình tìm được rồi. Phản ứng số 1 thì số mol H2. Đây, số mol H2 đây. Thì số mol H2 này thấy ở phương trình thì mình sẽ có là đây là 3,3 thì tìm được số mol CH4 nhá. Vậy ta sẽ có tổng khối lượng của CH4 sẽ bằng đây, CH4 của quá trình số 1 thì bằng số mol H2 là 1.150.000
nhân 1 chia 3. 150.000 chia 3 cộng với số mol của thằng số 2 là 14254,06715. Được bao nhiêu nhân phân tử khối của CH4 là nhân 16. 1028065g thì gần bằng, đề bài bảo là tấn mà làm tròn đến hàng phần trăm, 1,03 tấn. Càng nhỉ. Được chưa? 1,03 tấn. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là 1,03 tấn.